Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay ngày 30 tháng 8 em sẽ tiếp tục giới thiệu các bác một số sản phẩm mới các bác nhé. Hôm nay cụ thể là có 9 con âm ly và đa số là dòng âm ly karaoke nhé, của Nhật nha các bác nhé, dòng Beoner. Thì 8 con này à 9 con 9 con này thì có tới 6 con âm ly karaoke, bởi vì hôm qua em lên một con thì có nhiều bác hỏi, thì hôm nay em dọn tất dọn lên cho các bác nào có nhu cầu gì cái nào thì alo cho em nhé. Thì em sẽ đi từng chi tiết từng món một. Đấy. Rồi đầu tiên là con âm ly của hãng Beoner. Con âm ly dòng Beoner AV1200 các bác nhé. AV1200, con này thì cũng đánh AB và đánh AB cộng luôn. Và đặc biệt nó có một cái giải chung này. Đó. Chậm chỉ bất chấp kiểu luôn này. Con này dòng công suất lớn các bác nhá. 35 mét phía này. Còn tương đối là ok nhá. Đây, dòng này tiếng rất là hay. Các bác nhìn này, cái nội thất của nó đặc kịch luôn. Tản xương cá đặc trưng của dòng Beoner nhé, chạy 4 con sò xanh đen, công suất lớn các bác nhé. Này là tăng phô vàng, nguồn vàng đây, AB các bác nhé. Dòng này thì cũng đánh 4-16 ohm các bác nhé, công suất 240W nữa, 240W đó, hát hò ok. Con này thì các bác vừa nghe nhạc có thể làm công suất hát karaoke được các bác nhá. Quánh bắt 30-35 thoải mái luôn, con này công suất lớn. Rồi con ly Beoner V, dòng V này rất hay nha các bác, chú ý cái dòng V rất là hay, mấy dòng V V1200 này. Này bán giá 2,7 triệu các bác nhá. 2,7 triệu, nắp lưng liếc còn ok nhá. Rồi sang số 2 thì em sẽ giới thiệu kỹ hơn về cái món này. Con số 2 là con âm ly karaoke của Nhật nhá. SAV20 la mã, 22 la mã các bác nhá. Thì con âm ly này trong dòng hôm nay, trong dòng 6 con này thuộc phân khúc nhỏ nhá. Nhỏ hơn mấy con kia. Nhưng mà em cố tình để test một con nhỏ như vậy để cho các bác thấy nhá. Đây, em đã ghép một cặp loa bass 30 nhá. Bao đánh bát 30 thoải mái luôn các bác nhá. Và đánh các bác chơi mấy cái dòng mà loa karaoke của Nhật á, chơi hai cặp thoải mái luôn. Mấy dòng karaoke Nhật, mấy dòng bát 20-25 á, các bác chơi hai cặp thoải mái luôn. Con này thì nó cũng dễ thôi. Nó có hai cái nút này là hai cái nút tăng giảm âm lượng nhá. Một nút mic này cũng và ba lăng bát chép nhá. Còn phần bên này thì là cái này là echo. Và cái này là tăng to nhỏ của mic 1, 2, 3 đó. Và cái này là tăng phần âm lượng của mic nhá. Đó. Thì cái này chỗ này nó có mấy cái tăng độ chạy nhanh của nhạc, nhưng mình để cân bằng thôi các bác nhá. Để cân bằng này là ok nhất nhá. Quay nội thất nhé, con này là cái dòng nhỏ hơn ở trong khu này cho nên em quay này. Con này là cũng tản xương cá, dòng này rất là gấu luôn. Con này thì chạy 4 con sò nhé. Công suất tiêu thụ điện nó 110W nhưng công suất ra loa rất lớn các bác nhé. Đó, các bác đây là có 1, 2, 3, 4 cổng, 1, 2 cổng này vào, các bác cứ cắm cổng nào thì phía trước nó tự động nó chỉnh cái cả cổng đó nhé. Dòng này thì nó cũng đánh từ 4-16 ohm các nhá. Đó. Hai loa được nhá. 46 ohm. Nội thất rất là đẹp luôn. Thì cái với cái giá trị này thì các bác chỉ cần
nó chơi rất là hay luôn, cái sò đặc trưng của nó. Và các bác cái giá trị này thì các bác chỉ cần mua về ghép loa bát 30 chơi nó rất là hay rồi. Còn lúc nào thích vui thì hát karaoke thêm nhá. Đây phần karaoke thêm. Không thì các bác cứ chơi một cái âm ly như vậy. Đúng ra cái âm ly này tầm này nếu mà em đang dán giá 2 triệu, 2 triệu con số 2 này. 2 triệu này thì các bác mua một cái âm ly mà để nghe nhạc tầm phải 2 triệu rưỡi 3 triệu trước chắc mà còn này nhá. Đánh rất là hay. Đấy con số 2 này, con này là V20 2 la mã các bác nhá. Con này em bán 2 triệu. Rồi tiếp sang số 3, số 3 là một con âm ly đa kênh, dòng công suất lớn các bác nhá. Con âm ly này công suất tới con này model SA Onkyo SA 601. Con này thì công suất tới 420W lận, 420W các bác nhá. Đó. Mặt thì tiết diện rất là ok, còn phía trên này có chày xíu này, chày. Đấy, con này thì nó rất dễ xài thôi. Đây là những cổng vào này, đó. Còn chỉnh bất chất thì bác bấm ở đây, lên đấy to nhỏ ở đây. Rất là dễ thôi nhá. Nội thất này. Sò thì 2 4 6 8 10 12 con sò. Công suất 420W. Đó. Đây cảm loa. Con này nó bị chày như vậy á. Thế nên em bán giảm giá các bác nhá. Con này em bán 2,2 triệu. Công suất tới 420W, các bác vừa nghe nhạc, vừa có thể ghép karaoke, hát karaoke được. Và nó có cổng quang in các bác nhá. Phía trước là cũng có này, phía sau có cổng quang in thì các bác chơi nhạc số nhá. Cắm trực tiếp máy vào. Nội thất thì bao đẹp luôn. Rồi số 3 này 2,2 triệu các bác nhá. Rồi sang số 4. Số 4 các bác nhá. Số 4 là một con Onkyo. Mặt còn đẹp không? Mặt rất là đẹp luôn. Đây chảy. Đây là vết ấy. Mặt này rất đẹp, phay, mặt phay con Onkyo này có mua đời là Integra A5 các bác nhá. Mặt cái mặt phay các bác nhìn này. Tất cả sáng choang hết nhá. Tất cả sáng choang hết. Con này chỉnh bát chép này, lon led đầy đủ có hết các bác nhá. Các bác nhìn cái mặt nó đẹp không? Nghe các bác nói mà cái dòng này nghe hay lắm. Giá thì là hợp lý. Đây các bác nhìn này. Nó có con này là dòng cổ các bác nhá. Đây tất cả những còn rất là đẹp, mới lắm nhá. Chạy 4 con sò Toshiba. Sò sắt của Toshiba các bác nhá. Sò sắt Toshiba hai cái tủ lồng nguồn rất là lớn luôn, tăng phô đây. Quay phía sau. Đấy, chạy sò sắt Toshiba luôn á. Dòng này không ghi đánh bao nhiêu ôm ta. À, dòng này đánh 8 ôm. 8 ôm đánh là cổ rất là hay các bác nhá. Con này có rất là đẹp. Nắp lưng cũng đẹp luôn. Con này em bán với giá 2,7 triệu các bác nhá. 2,7 triệu. Mấy cái dòng mà nó chạy sò sắt Toshiba chữ đỏ thì toàn là tích hợp những dòng đời cao các bác nhá. 2,7 triệu này so với giá thị trường là rẻ hơn cả gần triệu bạc nhá. 2,7 triệu con này. Bác nào có nhu cầu đã lô cho em 2,7 triệu con âm ly này. Có rất đẹp luôn. Đấy, mặt phay đẹp không? Tiếng rất là hay nhá. Nội thất đẹp. Chạy 4 con sò sắt Toshiba chữ đỏ. 2,7 triệu đấy ạ. Bao các bác là giá rẻ nhất thị trường. Số 4 2,7 triệu nhá. Rồi sang con số 5. Số 5 tiếp tục là karaoke nhá. Từ đây đổ đi thì toàn là âm ly karaoke thôi. Con số 5 là cũng là dòng Billner, nhưng con này là dòng V12 các bác nhá. V12. Con V12 này là cũng đời cao này. Đó. Đây là cũng là hai cái volume. Đây là ba lăng. Chỉnh bát chép thì nó chỉnh ở cái cần này. Đó, công suất tiêu thụ con này công suất lớn các bác nhìn này. Con này chạy 8 sò mà bọc trong cái ấy thép rất là gấu luôn. Tản nhiệt xương cá đặc trưng của dòng Billner. Tăng phô rất là lớn luôn ạ, tăng phô rất là lớn các bác nhá. Công suất của nó 180 xem nào.
công suất 190W. Các bác nhá. Loan này khả năng đánh được những cái bát loa bát 30 40 thoải mái luôn á. Con này nó có bị ấy, nó bị vỡ cái nạn này, em có ấy keo silicone mà nhá, vỡ cái nhựa thôi chứ không vấn đề gì đâu nhá. Con này công suất lớn. Hát karaoke rất hay luôn. Dòng này hát bao hay và giá lại rẻ. Mà các bác không có hát karaoke thì các bác với số tiền đó các bác mua về để nghe nhạc cũng được nhé. Đặc trưng của dòng này rất là hay. Nghe nhạc cũng được, lúc nào vui vui cắm mic và hát đỡ phải rích rắc. Mà cái dòng này các bác chơi loa boss, loa mấy loa bãi thì bao hay luôn các bác nhé. Đó. Rồi con số 5 này. Dòng V12. V12 các bác nhá, nội thất to gấu khủng, con này chạy 8 sò bọc rất là khấu luôn. Con này bán giá 2,3 triệu các bác nhá, 2,3 triệu bởi vì nó có bị vỡ cái nhựa tí nhựa ở chỗ cái cầu loa kìa. Nó vỡ thôi chứ không vấn đề gì, tất cả đều zin nguyên hết các bác nhá. Zin nguyên hết. Còn rất đẹp luôn ạ. Đáng sưu tầm nhá. Nếu với số tiền này các bác mua một con âm ly mà nghe nhạc tầm này cũng là giá rất là cao rồi, 8 sò lận nhá. 2,3 triệu. Rồi. Tiếp tục sang đây một con này rất là gấu, con gấu nhất hội luôn. Con này là dòng build cũng builder nhá, dòng V21. Công suất 195W, chạy 8 sò xanh đen. Thỉnh bắt này, to nhỏ này, đây ba lăng chỉnh bắt chép cũng giống thế thôi. 8 sò này, đây là mic 1, mic 2, 3, đây là những cái volume mặt vận mic nhá. Đây các bác nhìn này. Tăng phô đẹp như mới luôn, tăng phô vàng. Chạy 8 sò nằm dưới 8 sò xanh đen, rất gấu luôn. Các bác mà bỏ sẽ phải 4 5 triệu mới mua được một con âm ly để nghe nhạc tầm này. Như tiếng con này cũng rất là hay nhá, đặc trưng ở dòng này. Nội thất này. Chạm loa này, chạm bắp chuối. Đó, 195W. Nghe karaoke rất là hay, cắm vào đây, nguồn vào đây, cắm cổng vào đây. Mà con này nội thất đẹp quá trời đẹp luôn. Nên cái nội thất cái tăng phô rất là lớn luôn. Còn rất đẹp các bác nhá. V21. Âm ly karaoke của Nhật nhá các bác nhá. Nhật thì nó tóm lại là nó là nơi sinh ra karaoke rồi, nên là chất âm nó bao hay luôn các bác nhá. Đây là vì các bác nghe mà karaoke gia đình thì bao hay, không cần phải qua vang, qua đẩy gì hết đấy. Rồi con này giá 2,7 triệu các bác nhá. 2,7 triệu cho con âm ly số 6 này, V21 này, chạy 8 con sò. Công suất 195W, con này rất là khủng luôn. Đánh hai cặp bát 325 thoải mái luôn. Bát 30 thì đánh một cặp bát 35 gì đấy thì thoải mái luôn. Đánh rất là tốt luôn các bác nhá. Cái con kia nó cũng đánh rất là tốt rồi. Còn con này thì quá gấu. Con kia có 4 sò, con này 8 sò. 2,7 triệu các bác nhá. V21 này, số 6 nhá. Rồi sang số 7, số 7 là một con âm BMB nhá, BMB. Âm ly karaoke của BMB các bác nhá. Đây là dòng DAV2. Con này rất là gấu. Cũng chạy đây các bác nhìn này. Cái dòng này nó cái nội thất nó khiếp luôn. Con này cũng chỉ chạy 4 sò xanh đen thôi, nhưng mà cái nội thất nó có bao ghê luôn. Đẹp. Đây là những cái chip giải mã nó. Giải mã âm thanh. Đây phía sau đấy. Công suất 187W nhé. Rất là gấu. Con này là 2 volume này. Đó. Đây là những cái chỉnh của cái mic. Đó. Các bác có thể chỉnh echo cho mic ở trong cái trong này. Các bác nhìn thấy mấy cái vang âm ly bây giờ nó có chỉnh ở cái lỗ này, echo nhé. Cái echo. Con này thì về nó bị nứt một tí ở đây này. Nứt một tí ở đây các bác nhé. Bán rẻ cho bác, rẻ nhá. Bán cho bác 2 triệu. Con âm ly BMB này. Bác nào có loa boss, loa bãi thì bao đánh như này tiếng rất là hay nhé.
không tồi gì mà mua mấy con âm ly Việt Nam gì. Dòng này thì nó cũng như kiểu Zhaowoo ngày xưa của Nhật là của Hàn Quốc đấy, sản xuất như vậy. Zhaowoo thì nó đắt khủng khiếp luôn. Rồi số 7 này 2 triệu các bác nhá. BMB này, V12 này. Tất cả những giá này thì em đã nghiên cứu rất kỹ rồi các bác nhá. Bao lúc nào cũng rẻ hơn thị trường 500 đến 1 triệu. Các bác yên tâm đi. Bao như rẻ nhất, không nói quá, nói nhiều quá các bác lại bảo thế này kia, nhưng thực tế bao là rẻ nhất thị trường. Rồi sang con số 8. Số 8, con số 8 này thì giống hệt cái con số 2 kia, em đã test kìa. Đúng hệt luôn các bác nhá. Đó, con này cũng rất đẹp luôn. Con này dòng V20 25 mã các bác nhá, giống hệt con này em đang test. Nội thất thiết đẹp. Nội thất thì bao đẹp, tất cả những dòng này đã bao đẹp luôn nhá, các bác nhá. Đó. Chạy 4 sò này. Dưới này thì lạnh cái đít các bác coi này, đó. Đây, 4 sò. Cái mên dưới này nó giống V, nó giống hệt V21 à. Đẹp không? Đẹp như mới nhỉ. Rồi con này, con số 8 này em cũng bán 2 triệu nhá, 2 triệu giống con số 2 nhỉ. Hai con giống nhau á. Hai con đẹp như nhau. Rồi sang con số 9, con số 9 này thì bán xả. Số 9 này cũng là dòng V20 hay 25 mã. Nhưng mà nó bị mất cái vỏ của ngoài của nút nguồn này, bấm mất được, vẫn lên nguồn bình thường nhá. Và mất gãy một cái nút vặn mic của cái mic số 3 này. Thì các bác thường thì bác chơi 2 mic thôi, chẳng ai chơi 3 mic cả các bác nhá. Đó. Đấy, có vậy thôi. Em bán giá 1,5 triệu con này. Số 9 1,5 triệu các bác nhá. Cũng chạy 4 sò, bao là nội thất đẹp. Gãy vậy thôi. Nội thất đẹp. Đẹp hết nha các bác nhá. Số 9 này 1,5 triệu các bác nhá. Bớt 500. Cho mấy con đẹp, cho mấy con không bị gãy. Rồi vừa rồi nó giới thiệu các bác 9 con âm ly, trong đó có 6 con là âm ly karaoke nhá. Để hôm qua càng nhiều, có bao nhiêu bác hỏi, bác nào có nhu cầu thì alo nhanh cho em nhé. Trong vòng các bác chỉ chốt hàng trong vòng tối nay và sáng mai thôi nhá, chiều mai em đóng hàng rồi, bởi vì ngày mốt là bắt đầu nghỉ lễ nhá. Em nghỉ lễ khoảng 3-4 ngày, bởi vì bên vận chuyển họ cũng nghỉ, cho nên này em cũng nghỉ theo họ luôn nhá. Rồi cảm ơn tất cả các bác xem video, bác nào có nhu cầu thì alo cho em nhá. Rồi bác nào chưa đăng ký kênh, đăng ký ủng hộ em, chia sẻ ủng hộ em nhá. Em sẽ lên rất nhiều sản phẩm mới cho các bác lựa chọn nhá. Bác nào đăng ký kênh mà xong sẽ bấm cái biểu tượng cái chuông á, thì các bác sẽ nhận được cái video em lên sớm nhất nhá các bác nhá. Rồi cảm ơn tất cả các bác nhá.